Uống thuốc tránh thai quá liều, tiêm và uống hormone không rõ nguồn gốc là những cách mà người chuyển giới đang làm trên con đường khao khát được là chính mình. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng này đã và đang để lại những di chứng đến sức khỏe của chính họ. Tìm hiểu của nhóm phóng viên. La Lam, 23 tuổi, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là thành viên của nhóm người mẫu chuyển giới iGirl. Bạn trẻ này đã tự tìm và mua thuốc tránh thai để sử dụng với mục đích giảm được cơ bắp và trở nên nữ tính hơn. Nhưng hiện Lam không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Em thì em cũng đã từng mua về sử dụng vài lần và em cảm thấy là cái việc mà khi mà mình sử dụng như thế là nó không có cái sự tư vấn hay là có một cái trung tâm y tế nào nó hướng dẫn hay là xét nghiệm cho mình cả, thì mình cảm thấy em thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Giống như La Lam, Dương Tú Anh, trưởng nhóm người mẫu chuyển giới iGirl, cũng đã từng sử dụng thuốc tránh thai kéo dài 1 tháng và đã tiêm hormone 3 lần. Tuy nhiên Tú Anh đã gặp phải những biểu hiện nôn ói sau khi sử dụng thuốc và gặp phải tác dụng phụ như giảm trí nhớ. Em chỉ nghe truyền miệng thôi, cái các người đi trước là tiêm hormone, em tiêm 3 lần và em tiêm lấy lần thứ 3 thì em cảm giác em không thể chịu đựng bởi vì cái cơ thể lúc em rất là yếu và sốt. Đâm ra em rất là sợ và em phải dừng lại ngay lập tức. Em nghĩ là trôi nổi bởi vì cũng có những nơi là giá bán khác nhau. Hiện nay, phần lớn người muốn chuyển giới phải tự tìm hiểu và dùng hormone để mong được là chính mình. Đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, nguy hiểm, bởi lẽ các loại thuốc này không phải là biệt dược dùng cho người chuyển giới. Nếu như mà làm cho tuyến ngực phát triển là có, bởi vì nó làm tăng nội tiết tố nữ mà. Estrogen. Theo như chị thì chỉ có một số trường hợp thôi. Còn thì nếu như mà kể cả những cái nghiên cứu ở trong dược học ấy mà dành cho những người chuyển giới ấy, thì cái đấy bọn chị cũng không rõ lắm đâu. Phần lớn những người chuyển giới mong muốn được các chuyên viên y tế khám chữa và tư vấn cho họ cách sử dụng thuốc như thế nào là an toàn và cách thức chuyển đổi như thế nào cho phù hợp. Mong muốn thực sự của em là có nguồn thuốc để dành cho những người chuyển giới có thể có nhiều khả năng hơn để tiến tới là chính bản thân mình ạ. Em hy vọng là sắp tới sẽ có gọi là nguồn thuốc gọi là nó đảm bảo an toàn uy tín cho mình để mình được chuyển giới và mình không phải lo những cái tác dụng phụ hay là những cái gọi là thuốc không đảm bảo. Theo đại diện Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe, với điều kiện tại Việt Nam hiện nay, những người muốn chuyển giới hoặc tư vấn chuyển giới cần vượt qua áp lực để đến với các cơ sở khám chữa bệnh để có những phương pháp phù hợp và an toàn. Trong cái điều kiện là bây giờ mình không thể tách riêng dịch vụ ra là cái này là dành cho nam đồng tính, cái này là dành cho nhóm này, cái này là nhóm kia thì không có. Vì vậy chúng ta phải làm sao để cho mọi người giảm thiểu cái sự kỳ thị đi, để mọi có thể các bạn ấy có thể chấp nhận được cái là việc tôi đến với cả các cái tư vấn xét nghiệm hoặc tôi đến với cái điều trị bệnh lây truyền qua tình dục thì tôi dùng chung cái dịch vụ với những người khác và tôi vượt qua được cái áp lực về kỳ thị đó thì nó sẽ thành công. Việt Nam hiện nay chưa có thống kê về số người chuyển giới và có nhu cầu chuyển giới, nhưng thực tế đã có một cộng đồng người chuyển giới và có nhu cầu này ở Việt Nam. Tuy nhiên nhóm đối tượng này lại đang gặp phải vấn đề về sức khỏe và hiện không có bất kỳ một cơ sở y tế nào có thể hỗ trợ. Mặc dù bảo vệ sức khỏe cho họ cũng quan trọng như bảo vệ sức khỏe toàn dân.